Hôm nay ngày 8 tháng 5 cũng là ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây được xem là phong trào nhân đạo lớn nhất toàn cầu, là ngày truyền thống để chia sẻ những công việc, hoạt động đầy ý nghĩa của những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Qua đó những hành động đó được lan tỏa, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hoạt động nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của phong trào. Đây là căn nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện của ông Vũ Văn Quốc, sống tại thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Trước đó ông Quốc sống một mình trong căn nhà cũ. Cứ đến mùa bão lũ, nhà bị ngập trong nước, đi lại rất nguy hiểm, ông phải đến nơi khác để lánh nạn. Thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, nhờ Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng nhà trị giá 50 triệu đồng. Nay ông Quốc đã có mái ấm vững chắc để trở về. Trong hoàn cảnh mình vậy mà được các đơn vị tổ chức quan tâm, giúp đỡ này nọ là tôi thấy rất là vui luôn. Đó. Không có gì mà nó bằng, bởi vì đối với tôi là cái tuổi này bây giờ nếu mà 50 triệu đối với tôi là nó rất là quá xa cái tầm tay với của mình rồi. Ở thành phố Đà Nẵng là chúng tôi sẽ hỗ trợ khoảng 5 ngôi nhà. Thì đây là một hoạt động thường niên, năm nào chúng tôi cũng dành ra một khoản để dành cho công tác an sinh xã hội. Và đặc biệt cái việc khởi công này là càng có ý nghĩa hơn khi đây lại là hưởng cái tháng nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phát động tháng nhân đạo 2022, mở đầu cho chuỗi các hoạt động trợ giúp, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau buổi lễ, đại diện hội đã đến thăm và trao sữa cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hội Chữ thập đỏ để hưởng ứng chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật. Trong tháng nhân đạo này với chủ đề là gắn kết cộng đồng, chia sẻ những tấm lòng nhân ái, thì chúng tôi sẽ triển khai những cái hoạt động như là trao tặng 10 cái công trình nhân đạo trị giá gần 1 tỷ. Chương trình 10.000 suất cơm miễn phí để mà dành tặng cho các cơ sở bảo trợ xã hội, các bệnh viện, chương trình tặng 1.000 cái địa chỉ nhân đạo, chương trình trao tặng 1.000 túi hàng lương thực thực phẩm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hòa trong phong trào Chữ thập đỏ toàn quốc, tại Đà Nẵng, phong trào Chữ thập đỏ thành phố ngày càng lớn mạnh, qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động hội thường xuyên được đổi mới và thể hiện tính chuyên nghiệp. Nhiều phong trào thi đua, mô hình hoạt động hiệu quả, phong phú, thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn và lành mạnh cho người dân.